Hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị một cơ hội tuyệt vời để sở hữu căn hộ cho thuê tại chung cư Sơn Kỳ 2, tọa lạc tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Địa chỉ chính xác là DC 13 đến DC 6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Căn hộ này có diện tích 63m², được thiết kế hợp lý với 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng khách rộng rãi và 1 bếp hiện đại. Đặc biệt, căn hộ còn có ban công hướng đông nam, mang lại không gian thoáng đãng và ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Căn hộ được trang bị nội thất đầy đủ, từ tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế đến các thiết bị nhà bếp, chỉ còn thiếu giường ngủ. Quý vị có thể tự do lựa chọn và sắp xếp theo sở thích của mình. Giá thuê căn hộ là 8,5 triệu đồng mỗi tháng, với điều kiện nhà như hình ảnh thực tế. Đây là một mức giá rất hợp lý cho một căn hộ tiện nghi và đầy đủ như vậy. Quý vị có thể nhận nhà ngay từ đầu tháng 8 này. Với vị trí thuận lợi, căn hộ nằm gần các tiện ích công cộng như trường học, chợ, siêu thị và các khu vui chơi giải trí, đảm bảo cuộc sống của quý vị sẽ rất thuận tiện và thoải mái. Nếu quý vị đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng tại quận Tân Phú, thì căn hộ tại chung cư Sơn Kỳ 2 chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị sớm tìm được nơi ở ưng ý. Trân trọng cảm ơn.